xin chào những bionia và trên màn hình chính ứng dụng khai thác bay đã có một thông báo mới nhất của đội ngũ bico team thì có rất nhiều video nói về thông báo này video này thanh có một điều đặc biệt là thanh sẽ thông báo cho mọi người những cái điểm tích cực kèm theo cả những điểm hạn chế của thông báo này của đội ngũ bico team thì đầu tiên chúng ta đi vào nội dung của thông báo này như sau a cổng bico team 18 tháng 10 năm à, lúc 12 giờ 56 phút sáng bên tức là lúc 12 giờ 56 tức là rạng sáng của ngày 18 tháng 10, 10. Phiên bản bên 0.5.0 đã được phát hành. Đây là một bản cập nhật lớn nhằm chuẩn bị cho các nốt chuyển sang blockchain mainnet. Bản cập nhật này chuyển có các nốt sang so blockchain testnet 2, mô phỏng môi trường của mainnet và thử nghiệm việc chuyển đổi giữa các blockchain testnet và mainnet. Testnet ban đầu sẽ vẫn hoạt động trong thời gian này nhưng sẽ sớm đóng cửa để sử dụng cho các nốt Tennis gốc sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho có nhờ tiên phong và có nhờ phát triển ứng dụng bi Như vậy trong thông báo mới nhất của Team, họ đã công bố phiên bản B Node 0.5.0. Đó là một cái thông uh, Team đã có một cái bài viết trên website của họ nói về cái B Node 0.5.0. Thì trên uh, một hình chính ứng dụng khai thác B họ cũng nói về thông báo này và cũng rất nhiều video nói về thông báo này. Thanh chỉ. Để cập đến mọi người những cái điểm tích cực cũng như những cái mặt hạn chế của thông báo của Bill Team. Một bản cập nhật quan trọng chuẩn bị cho con nối hoạt động trên chuỗi khối Mainnet của BNW. Thông báo này mong đến nhiều điểm tích cực cũng như những hạn chế cần được xem xét. Nhưng mà tích cực là chuẩn bị cho Mainnet. Bản cập nhật này là một bước tiến quan trọng cho cộng đồng Bên đặc biệt đối với những người vận hành nốt. Vì chuyển đổi có nối son tới Net2 và mô phỏng môi mô trường Mainnet là một tín hiệu rõ ràng ràng. Vì cô tìm đồng tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng là khởi chạy chủ khối mainnet hoàn chỉnh. Điều này không chỉ tạo ra sự hứng khởi mà còn thể hiện sự cam kết của nhóm phát triển trong việc hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của BNB Quốc. Thứ hai, kiểm tra tính tương thích giữa Testnet và Mainnet. Việc sử dụng Testnet 2 để kiểm tra tính chuyển đổi giữa Testnet và Mainnet là một bước thông đi thông minh, nó giúp đảm bảo rằng các nốt có thể hoạt động một cách trơn tru khi mà chính thức ra mắt từ đó tránh có vấn đề kỹ thuật không mong muốn điều này sẽ giúp cho cộng đồng bị uni và các nhà phát triển ứng dụng bi có thể tin tưởng vào sự ổn định và hiệu suất của hệ thống trong tương lai 3. tiếp tục hỗ trợ cho internet ban đầu mặc dù một của team đã thông báo rằng internet 2 sẽ trở thành trọng tâm của quá trình thử nghiệm internet ban đầu vẫn tiếp tục hoạt động trong một thời gian ngắn trước khi bị ngừng điều này giúp cộng đồng node runner có thêm thời gian để làm quen và điều chỉnh có cái thay đổi mới đồng thời không bị gián đoạn trong quá trình vận hành có nút hiện tại. 3. À, bóng Cầm cái phát triển đáp Với việc tên vẫn hoạt động cho đến khi bị ngừng, bị cụ tìm đơn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà phát triển ứng dụng phân quyền, gọi là đáp, tiếp tục thử nghiệm và phát triển các ứng dụng của họ. Điều này đặc biệt quan trọng để mở rộng hệ sinh thái của quốc, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng. Và cái đặc biệt trong video này là nó là những hạn chế của thông báo mới nhất của Google Quá trình chuyển đổi phức tạp, mặc dù việc chuyển đổi sang internet mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng đòi hỏi sự nỗ lực từ cộng đồng Node Runner, tức là những người chạy Node để thích nghi. Có Node Runner cần phải nắm bắt được những thay đổi kỹ thuật và cập nhật Node của họ để phù hợp với internet 2. Điều này cũng gây khó khăn đối với những người ít kinh nghiệm và công nghệ hoặc không theo sát các thông báo của Google hay thiếu thông tin chi tiết về Mnet. Dù đây là một bước tiến gần hơn tới Mnet, thông báo này vẫn chưa cung cấp thời gian cụ thể khi nào Mnet sẽ được triển khai chính thức. Điều này có thể khiến cộng đồng bên nước quốc cảm thấy mơ hồ và tiếp tục chờ đợi một cách không chắc chắn. Một số người dùng có thể hy vọng nhận được một lộ trình cụ thể hơn về tiến tình ra Mnet. Mặc dù bên cũng đã nói đến việc Mnet sẽ diễn ra vào năm hướng, ở cuối năm bóng, nhưng thực sự đồng ngũ Ừ, nhưng anh em Mjolnir thì họ cũng mong chờ một cái thông báo chính thức là ngày nào sẽ manage. Và mình tin tưởng rằng Manet chậm nhất sẽ là đầu năm 2025 và sớm nhất sẽ là cuối năm 2024. Có thể là tháng 10 hoặc tháng, 11 và tháng 12 sẽ có một thông báo cụ thể về Ramat Manet. Ba sự phụ thuộc vào đồng ngũ phát triển. Bộ cổ tiên vẫn là trung tâm của một quyết định kỹ thuật và điều này có thể dẫn đến sự phụ thuộc quá mức vào đồng ngũ phát triển. Mặc dù các bước đi gần đây cho, của nhóm phát triển đều có mục tiêu cải thiện vì không có sự tham gia rộng rỡ từ cộng đồng trong các quyết định chiến lược có thể dẫn đến những bất đồng hoặc thiếu đồng thuận từ một số bộ phận người dùng. Thì đồng ngũ phát triển của Google Team vẫn là nồng cốt trong có các quyết định hay là những cái kế hoạch mới nhất của Google Team. Thì đó là chúng ta phải chấp nhận thôi, một đồng ngũ thì mới phát triển một dự án thành công được và đội ngũ còn quan tâm thì dự án sẽ còn khả năng thành công cao hơn. Bóng khả năng gai nhầm lẫn cho người dùng mới. Việc giới thiệu Tennet 2 là một và thông báo về ngừng hoạt động của Tennet ban đầu có thể gây nhầm lẫn cho những người dùng mới tham gia vào hệ sinh thái quốc. Họ có thể không hiểu rõ vai trò của Tennet và Tennet 2 trong chiều khối, dẫn đến sự khó khăn trong việc theo dõi quá trình phát triển của dự án. Nhìn chung thông báo về BNW, 0.5.0 của BQT mang lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong việc chuẩn bị cho mainnet và thử nghiệm môi trường mới trên Tnet 2. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định liên quan đến việc chiến đấu công nghệ và thông tin chưa rõ ràng về lộ trình. Trên khai mainnet, BQT vẫn cần tiếp tục hỗ trợ trong việc cung cấp các thông tin minh bạch hơn và hỗ trợ cộng đồng trong quá trình chuyển đổi nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của bên trong tương lai. Để đảm bảo cho những các bạn, đặc biệt những bạn mà không hiểu rõ tiếng Quảng Ngãi thì mình sẽ thông báo cho mọi người những cái thông tin mới nhất trong cái, cái bài phân tích này Bài phân tích này nó có hai mặt. Thứ nhất là nói về cái nội dung của thông báo Thì các bạn có thể hiểu rõ rồi. Chúng ta đã xem rất nhiều video nói về cái nội dung thông báo rồi Thông báo này của Google Team nói về Binance 0.5.0 được phát hành Đây là một bản cập nhật lớn nhằm chuẩn bị cho các nối chuyển sang of Blockchain mainnet. Bản như này chuyển có cái nối sang blockchain tích 2 <laughs> tức là trước tiên có nốt sẽ chuyển qua blockchain test 2 một phần môi trường của mainnet và thử nghiệm việc chuyển đổi giữa các blockchain testnet và mainnet testnet ban đầu sẽ vẫn hoạt động trong thời gian này nhưng sẽ sớm đóng cửa để sử dụng cho con nốt testnet gốc sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho các nhà tiền phong và nhà phát triển và thứ hai là chúng ta phân tích những điểm mặt tích cực và những mặt hạn chế của cái thông báo này Mặt tích cực đó là chuẩn bị cho mainnet Bản công nhận này là một bước tiến quan trọng cho cộng đồng Minh Quốc, đặc biệt là những người vận hành Node vì chuyển đổi có Node son đến Node 2 và một phẩm trong môi trường Mainnet là một tín hiệu rõ ràng rằng đội tìm đoàn tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng là khởi chào chu không Mainnet hoàn chính. Điều này không chỉ tạo ra sự hướng khởi mà còn thể hiện sự cam kết của nhóm phát triển trong việc hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của Minh Quốc. Thì mình thấy là trên website cũng như trên màn hình chính ứng dụng khai thác Bi, thì Bi, của team họ cũng đã nhắc thông báo về việc Alpha Mainnet vào năm bóng rất nhiều lần thậm chí là thông báo nào cũng có liên quan đến cái Alphamanet thật sự mình mong rằng muốn mong muốn rằng tất cả quyền nuôi hãy giữ chắc bị và chờ một thông báo chính thức của Beko Team về việc Alphamanet vào ngày mai tháng mai năm mai của năm 2024 hoặc là mũ nhất thì cũng là ngày mai tháng mai năm mai của năm 2025 đó là một điểm ước ao của tất cả anh em chúng ta đều hướng đến mục tiêu là bi sẽ có một giá trị khi alpha MyNet diễn ra. Thứ hai là kiểm tra tính tương thích giữa tenet và mainnet. Việc sử dụng tenet 2 để kiểm tra tính chuyển đổi giữa tenet và mainnet là một bước đi thông minh, nó giúp đảm bảo rằng con nối có thể hoạt động một cách trơn tru khi mainnet chính thức ra mắt, từ đó tránh có vấn đề kỹ thuật không mong muốn. Điều này sẽ giúp cho cộng đồng Bioni và các nhà phát triển bị có thể tin tưởng vào sự ổn định về sức quỹ thống trong tương lai. Thứ ba là tiếp tục hỗ trợ cho tenet ban đầu, mặc dù từ biết của team vẫn đã thông báo rằng tenet 2 sẽ trở thành một trọng tâm của quá trình thử nghiệm. Tính đến ban đầu vẫn tiếp tục hoạt động trong một thời gian ngắn trước khi bị ngừng. Điều này giúp cộng đồng Nord có thêm thời gian để làm quen với điều chỉnh với các thay đổi mới. Đồng thời cũng không bị gián đoạn trong quá trình vận hành của Node hiện tại. Tờ lực cầm cái phát triển đáp với vì tính đến hai vẫn hoạt động cho đến khi tạm dừng. À, bị cổ tiên vẫn đồng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà phát triển ứng dụng phân quyền tiếp tục thử nghiệm và phát triển các ứng dụng của họ. Điều này đặc biệt quan trọng với việc mở rộng hệ sinh thái của Bên Quốc thì chúng ta đặt mục tiêu là 100 đáp thì hy vọng là 100 đáp sẽ đạt được khi quá trình Affirmated chuẩn bị diễn ra và chuẩn bị những đoạn cuối cùng những hạn chế đây là một điều mà không ít có video nào nói đến vấn đề này thì mình sẽ có một nội dung riêng đó là hạn chế có những hạn chế như sau thứ nhất là quá trình chuyển đổi rất là phức tạp thứ hai là thiếu công thông tin về giải thích mình và thứ ba là sự phụ thuộc vào đầu ngũ phát triển tự lực khả năng gây nhầm lẫn cho người dùng mới thì chi tiết thành anh nói uh, trong nội dung video trước đó thì quá trình diễn đấu rất phức tạp mặc dù việc chuyển đổi son đến net 2 net hai mang lại nhiều lợi ích nhưng nó cũng đổ hỏi sự lực từ cộng đồng uh, node để thích ngay có node runner cần phải nắm bắt được những thay đổi kỹ thuật và cập nhật lúc có họ để phù hợp với đến hai điều này có thể gây khó khăn đối với những người ít kinh nghiệm về công nghệ hoặc không theo sát có thông báo của biểu tiên thứ hai là thiếu thông tin chi tiết về mạng Net dù đã là một bước tiến gần hơn với Mainnet, thông báo nào vẫn chưa cung cấp thời gian cụ thể khi nào Mainnet sẽ được diễn triển khai chính thức. Điều này có thể khiến cộng đồng Binance Quốc cảm thấy mơ hồ và tiếp tục chờ đợi một cách không chắc chắn. Một số người có thể hy vọng nhận được một lộ trình cụ thể hơn về tiến trình Ramet Mainnet. Thứ ba sự phụ thuộc vào đội ngũ phát triển, tức là dự án vẫn còn phụ thuộc vào rất nhiều vào đội ngũ phát triển đó là những đội ngũ về cuộc tìm mặc dù có bước đi gần đây của nhóm phát triển đều có mục tiêu cải thiện Việc không có sự tham gia của cầm rỡ từ cộng đồng trong quyết định chiến lược có thể dẫn đến những bất đồng hoặc thiếu đồng thuận từ một số bộ phận người dùng. Tức là bởi tim họ ra quyết định tất cả, họ không có ý kiến cộng đồng. Thì bản thân mình là họ là những người phát triển dự án thì họ sẽ phân tích rất kỹ và họ sẽ đưa ra những quyết định. Chứ họ hỏi ý cộng đồng thì họ hỏi những ai trên khắp thế giới này. Họ chỉ xem như họ có những người họ lên tiếng trên Twitter, trên Facebook về những cái bất cập của bên Quốc thì họ sẽ lấy ngày để cơ thiện để phát triển cái ứng dụng bên Quốc và hoàn thiện quá trình tên nét trước khi chuyển qua mainnet từ khả năng gai nhầm lẫn cho người dùng vì giới thiệu tên hai và công thông báo về việc ngừng hoạt động của tên nét ban đầu có thể gây nhầm lẫn cho những người dùng mới tham gia về sinh thái bên Quốc họ có thể không hiểu rõ về tàu của tên nét và tên nét hai trong du khấu dẫn đến sự khó khăn trong việc theo dõi quá trình phát triển của dự án đó là những cái thông tin mới nhất từ bài phân tích của ChatGPT về cái thông báo mới nhất của Bay của tìm trên ứng dụng khai thác Bi. Một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon nhân ngày 20 tháng 10, ngày quốc tế ngày phụ nữ Việt Nam và cũng là ngày 9 giờ 33 phút rồi, gần cuối ngày 20 tháng 10 rồi. Và vì có những cái thông tin quan trọng nên nên thành mới lòng video này. Để nó kịp đúng nhu cầu của tất cả các bạn Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người Và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo Bye